Hello mọi người, hôm nay Lan sẽ chia sẻ cách đánh bơ trứng gà là sốt mayonnaise của Việt Nam đó để ăn bánh mì đó mọi người. Thì hôm nay Lan sẽ làm hai trứng. Nếu mà bạn nào mà đánh bơ mà chưa có thành công á thì hôm nay coi đánh theo hai Lan hai trứng thì sẽ thành công nha. Lan sẽ không có edit cái video này đâu. Nếu bạn làm theo mình thì chắc chắn sẽ thành công. Bơ này á, mình nghĩ dễ làm nhưng mà không có dễ làm đâu mọi người, nó cũng ỏng ẻo lắm, mình phải biết cách lúc nào mình cho dầu đó. Thì sẵn đây Lan cũng cảm ơn người bạn của mình ở bên Canada đã chỉ cho mình đánh cái món này. Ở đây dầu ô liu đó Lan có 120 ml, nếu mà bạn muốn thơm á, thì mình có thể phi tỏi, phi hành vô và mình để cho nó nguội rồi mình đánh nha. Rồi cái trứng này đó, Lan sẽ cho vào đây một nhúm muối như thế này, một chút xíu thôi, cho cái bơ nó thêm đậm đà. Rồi cái muỗng này đó mình dùng mình múc dầu luôn nha các bạn. Lan sẽ dùng cái máy này để Lan đánh nha. Khoảng 10 giây đầu á, Lan đánh số 1, sau đó là mình chuyển tới số 3 mình đánh và mình đánh cho xong luôn. Là số 3 Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đánh nha mọi người. Và khi mà bạn đánh á, bạn lựa cái tô sâu sâu như vậy nè. Cái trứng nó nằm ở chính giữa, mình dễ tập trung mình đánh hơn ha. Tại mình đánh ít trứng đó. Đang đánh khoảng 30 giây á, thì đang thấy cái trứng nó bồng bồng lên nè. Bạn thấy cái trứng nó bồng lên là cái muối nó tan đi đó. Thì mình bắt đầu mình cho dầu vô. Bây giờ Lan sẽ cho vô muỗng dầu đầu tiên nha, khoảng 30 giây rồi đó các bạn. Nếu mà bạn đánh hai trứng bạn có thể bạn làm theo mình nha. Mình cho dầu thì bạn cho dầu. Đang thấy cái này khó lắm đó, nếu mà mình không biết đánh nó mình dễ bị vữa lúc đầu lắm các bạn. Bây giờ cái trứng nó bong hơn nữa nè. Bạn cho tiếp dầu vô. Mà mình thấy cái dầu á nó quyện vô cái trứng á thì mình cứ cho tiếp vô. Bây giờ nó quyện vô hết cái trứng rồi nè. Đang sẽ cho tiếp vào. Mình đánh khi nào mình thấy cái dầu á mà nó quyện vô hết cái trứng là mình lại cho dầu vào nha. Nếu mà bạn cho lúc đầu mà cho nhiều quá là nó sẽ vữa cái bơ liền. Cái này phải biết cách đánh đó các bạn, thấy người ta chỉ nhưng mình coi trên mạng hoài mà mình không có đánh được đâu. Bây giờ mình cho dầu tiếp vô nha. Thì Lan đánh cái trứng này là trứng để phòng đó, nhiệt độ phòng đó. Lúc này cái trứng bạn thấy nó đặc lên không, nó sệt lên rồi nè, nó bong lên rồi đó. Đang xoay xoay cái phới cho nó vòng tròn vậy đó các bạn. Cái trứng của Lan lúc này trong chén nó đặc rồi nè các bạn. Mình thấy cái chất trứng nó đặc đặc sệt sệt như vậy nè. Mình sẽ cho nhiều dầu một lúc nha. Đang sẽ cho khoảng 4 lần ở trong cái chén này. Lan chia khoảng là 4 đang cho vào á. Khi mà mình thấy nó quyện hết dầu mình lại đổ vô. Lúc này mình thấy cái trứng nó đặc rồi là mình không có sợ nó hư nữa các bạn. Lan cũng phải nhờ bạn Lan chỉ nhiều lần đó. Mình học qua webcam đó các bạn. Chat và học. Mình thích ăn cái này đó cho nên mình muốn học mình làm. Thì mình cũng đánh thất bại rồi mình học, dù mình cứ thất bại mình học, bây giờ thì mình đánh thành công rồi mình muốn chia sẻ cho mọi người ai cũng thành công ha. Giờ Lan cho hết rồi cái dầu rồi luôn rồi, mình đánh cho nó quyện lại nha. Ok, bây giờ Lan sẽ dừng máy nè, mình quật nó xuống xong mình đánh tiếp. Cái bơ nó dẻo mà nó mềm nè các bạn. Dầu ô liu cái màu nó vàng vàng đậm đậm ha. Nhưng mà mình ăn tốt cho sức khỏe hơn dầu thường. Bây giờ Lan đánh tiếp nha. Lan sẽ đánh khoảng chút nữa cho nó đều lại xong rồi mình tắt máy.
Ok, xong rồi đó. Bây giờ Lan sẽ tắt máy nha. Xong mình cho vô hũ. Anh thấy cái bơ cái màu nó đẹp quá à. Nếu mà bạn ăn được tỏi sống đó, lúc đầu bạn giả tỏi sống với muối đó, thì Lan đánh cái này cho ông xã Lan. Lan không có cho tỏi, nhưng mà mình ăn tỏi được đó. Mình thích ăn tỏi lắm các bạn. Cái mùi nó thơm lắm, ngon lắm các bạn à. Bạn Lan chỉ và Lan ăn, Lan ghiền cái mùi tỏi hơn là ăn không như vậy. Tỏi sống nha, một tép thôi. Và bỏ chung với muối giả và bỏ vô. Cái bơ lúc này bạn thấy nó mềm mà nó dẻo nè. Cái này mình đánh hình như 3 phút đó các bạn. Chỉ có 3 phút thôi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái hũ thủy tinh đó. Mình bỏ vô cái hũ thủy tinh này nè. Xong mình đóng nắp lại và mình để tủ lạnh mình ăn từ từ. Mình ăn trong vòng 1 tuần thôi. Nếu không hết thì mình bỏ. Cho nên mỗi lần đánh mình đánh ít ít thôi các bạn. Mình đừng có đánh nhiều ha. Tại vì đánh nhiều để lâu á mình cũng sợ không có ngon nữa. Rồi xong, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này nha. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình.